Nhằm đáp ứng nhu cầu công bố, trao đổi, phản biện và phổ biến những thành quả nghiên cứu và sáng tạo cá nhân của các nhà khoa học, các nhà giáo, các cán bộ quản lý giáo dục trên toàn quốc, sáng nay ngày 10 tháng 10 năm 2015, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc chủ đề bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường đại học sư phạm. Hội thảo lần này đã nhận được sự hưởng ứng từ 222 nhà khoa học, nhà giáo của 37 cơ sở giáo dục và đào tạo trên khắp đất nước với 170 tham luận khoa học. Mở đầu hội thảo là các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu và đầy màu sắc của đoàn trường Đại học Sư phạm đã tạo ra được bầu không khí vui vẻ, sôi nổi cũng như giành được nhiều tình cảm từ phía các giảng viên các trường đại học cao đẳng. Tham dự hội thảo có sự hiện diện của tiến sĩ Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, giáo sư tiến sĩ Trương Bá Thanh, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng lãnh đạo giảng viên các trường đại học cao đẳng trên cả nước. Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực của giảng viên các trường đại học có vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Hội thảo năm nay là dịp để các giảng viên, các trường đại học sư phạm, các trường cao đẳng sư phạm, các khoa sư phạm, các nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng chương trình, thay đổi phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của các trường sư phạm hiện nay và qua đó nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong thời kỳ mới, thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh sự quan trọng của giảng viên trong việc đào tạo nên những thế hệ thầy cô trong các trường phổ thông. Các trường sư phạm chúng ta so với các trường khác, so với các trường đại học khác nó có cái đặc trưng riêng. Trong nhiều cái đặc trưng thì có một cái đặc trưng là thế này. Nếu như đại học nông nghiệp thì thầy giáo sẽ đào tạo ra những người đi làm nông nghiệp. Nếu trường đại học bách khoa thì thầy giáo sẽ đào tạo ra những kỹ sư. Nhưng mà chúng ta là sư phạm thì thầy giáo lại đào tạo ra thầy giáo. Cái này nói lên cái tính lâu nay chúng ta nói rằng liên thông là mở trong hệ thống, nhưng mà cái này điều mà sư phạm với phổ thông liên thông là một điều rất đặc trưng. Và nếu như sinh viên hay là giáo viên phổ thông người ta cần có năng lực gì thì chính giảng viên sư phạm cũng phải có năng lực đó. Và nếu anh không có năng lực đó thì không thể giúp cho sinh viên, giúp cho giáo viên phổ thông người ta có được những như vậy. Sau báo cáo đề dẫn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, hội thảo đã lắng nghe 4 báo cáo tham luận tại phiên toàn thể của các trường. Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Giáo dục, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Sau mỗi bài báo cáo, các đại biểu tham dự hội thảo đã tích cực trao đổi, phản biện và đóng góp nhiều ý kiến có giá trị. Các báo cáo poster tại hội thảo lần này cũng được các nhà khoa học và giảng viên hết sức quan tâm. Diễn ra tại 4 tiểu ban, các bài tham luận poster nhận rất nhiều phản hồi và trao đổi thú vị. Nhiều đề tài gắn liền với công tác đổi mới giảng dạy tích hợp mà các trường đại học đang áp dụng. Trong đó, việc đổi mới tư duy người học, nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu là các vấn đề trọng tâm mà các giảng viên rất lưu ý. Hội thảo thì đặt ra rất nhiều vấn đề với mỗi một cái chuyên gia, với mỗi người thì đề cập đến một cái khía cạnh khác nhau. Do vậy là nếu bình thường thì mình có thể chỉ nhìn đến một số vấn đề nào đó, thì cái cơ hội này là cơ hội để có thể mở rộng ra, nhìn thấy nhiều những cái khía cạnh khác nhau. Và trên cái cơ sở là nhìn thấy nhiều mặt hơn như thế thì có những định hướng để tư duy, để có những định hướng để có thể tự phát triển bản thân mình. Chiều cùng ngày, các phiên chuyên đề tại 4 tiểu ban gồm nâng cao năng lực cho giảng viên giảng dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ, nâng cao năng lực đánh giá sinh viên và năng lực giảng dạy về khoa học đánh giá cho giảng viên, nâng cao năng lực cho giảng viên các trường sư phạm về giảng dạy tích hợp, giảng viên các trường sư phạm với chương trình phổ thông mới đã diễn ra trong không khí sôi nổi và tranh luận. Các báo cáo này đã đem đến những định hướng và giải pháp mới nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng 7 trường đại học sư phạm trọng điểm đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển. Hiệu trưởng các trường đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng chuẩn bị cho cuộc họp chính thức trong thời gian tới.
Sau một ngày làm việc nghiêm túc và đầy khoa học, hội thảo toàn quốc nâng cao năng lực cho giảng viên các trường đại học sư phạm đã diễn ra thành công. Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp có giá trị nhằm nâng cao năng lực cho người giảng viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ giảng viên cũng như đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Hội nghị của các câu lạc bộ đã tạo nên sự lan tỏa và tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên của các trường sư phạm nói chung và các trường đào tạo giáo viên. Hội nghị này đưa ra thực trạng, nêu ra giải pháp, chia sẻ những cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của các trường sư phạm, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà. Có thể nói, hội thảo lần này đã tập hợp được trí tuệ, tâm huyết của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, nhà giáo trên toàn quốc. Đây chính là điều kiện góp phần nâng cao năng lực cho giảng viên các trường đại học sư phạm, đáp ứng yêu cầu trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà.